Trong những ngày mùa thu cách mạng, chúng tôi ghé thăm gia đình mẹ Trần Thị Mùi, một trong bốn người mẹ được đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đợt 1 năm 2014 của thị xã Quảng Yên. Điềm đạm, dịu dàng, với dáng người nhỏ gầy, mẹ Mùi niềm nở đón tiếp chúng tôi trong bàn trà đơn sơ của gia đình. Những kỷ niệm về gia đình thời chiến tranh đã bắt đầu câu chuyện giữa mẹ và chúng tôi. Thời thanh xuân, mẹ Mùi là một cô gái Quảng Yên nết na với vẻ đẹp nền nã. Chớm nở tình yêu ban đầu, được cha mẹ thuận lòng, cô gái ấy lên duyên cùng chàng trai quê gốc Hà Tây Đào Văn Phụ. Hơn 70 năm chung sống vợ chồng, ông bà Phụ Mùi luôn hòa thuận yêu thương nhau và có chung 6 người con. Trong đó, có 2 người con đã lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc khi mới tròn 18 tuổi. Đó là liệt sĩ Đào Văn Luyến và liệt sĩ Đào Văn Hùng. Dù biết đất nước đang chìm trong khói lửa bom đạn, nhưng với truyền thống gia đình yêu nước, mẹ Mùi đã 2 lần tiễn 2 người con đi vào chiến trường đánh giặc. Lần tiễn con trở lại đơn vị, mẹ đâu ngờ đó lại là ngày cuối cùng mẹ được nhìn thấy mặt con. Ký ức ùa về làm lòng mẹ rưng rưng. Chiều nào cũng vậy, mẹ Mùi lại lên dọn dẹp căn phòng nhỏ trên gác 2, nơi để án hương của gia đình, cũng là nơi thờ 2 người con trai của mẹ. Năm 1972, nghe tin dữ khi người con thứ 2 của mẹ, liệt sĩ Đào Văn Luyến đóng quân tại Trung đoàn 6 Phú Xuân hy sinh. Lòng mẹ đau thắt lại. Vậy mà, đến mùa hè năm đó, mẹ vẫn thuận lòng đẩy người con thứ 3 của mẹ, Đào Văn Hùng, lên đường đi đánh giặc. Trong 7 năm tham gia kháng chiến đóng quân tại đồn biên phòng 209, bộ đội biên phòng Quảng Ninh, Đào Văn Hùng luôn là một chiến sĩ dũng cảm. Và trong một trận chiến ở chiến trường biên giới, Đào Văn Hùng đã ngã xuống. Thì nhận được giấy báo tử trên tay, trái tim mẹ Mùi như bị bóp nghẹt. Giờ đây, 2 con trai hy sinh khiến người mẹ tưởng như không vượt qua nỗi đau tinh thần quá lớn. 5 tháng đã qua đi, đất nước đã thống nhất, nhưng mỗi khi nhớ đến ngày tháng ấy, lòng mẹ lại quặn đau. Với truyền thống gia đình, mẹ Mùi luôn dạy dỗ con cháu nếp sống, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở khu dân cư. Nhiều năm liền, gia đình mẹ đạt danh hiệu gia đình cách mạng gương mẫu. Mẹ Mùi chia sẻ. Đóng góp thì cũng chả đóng góp, chỉ có mỗi hy sinh 2 con thôi, chỉ biết là gọi đau xót về lương tâm thôi. Thế còn thì nhà nước thì phong tặng thì rất là cảm xúc vấn khởi lắm. Rất là cảm ơn Đảng, nhà nước quan tâm đến gia đình chúng tôi. Bây giờ già rồi, thì bây giờ thì chỉ con thì nó cũng nào nó đi, đứa đi không về. Cái đứa lớn rồi thì còn chỉ biết là con nó ở mình, cháu ở mình thì giáo dục nó. Phải giác ngộ, không có được lêu láo không này kia. Nghĩ đến công nhà nước quan tâm đến nhà mình như thế nào thì phải nhớ, không có được lêu láo. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2014, cùng với 3 bà mẹ khác, mẹ Trần Thị Mùi đã vinh dự tham dự buổi lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đến dự có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các phòng ban chuyên môn. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 3 mẹ, gồm mẹ Trần Thị Mùi, trú tại khu 8, phường Quảng Yên, mẹ Vũ Thị Huệ, trú tại khu phố Bồi Xá, phường Tân An, và mẹ Đỗ Thị Ninh, trú tại khu Cổng Bắc, phường Cộng Hòa. Các mẹ được trao tặng danh hiệu dịp này đều là người có nhiều thân nhân đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Cùng đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho thân nhân của 9 mẹ thuộc các phường Cộng Hòa, Quảng Yên, Yên Hải, Phong Hải và xã Tiền An. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy bày tỏ tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc tới các mẹ cùng gia đình và gửi lời chúc trường thọ tới các mẹ. Đồng chí khẳng định những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, thực hiện kịp thời nhiều chính sách của nhà nước, của tỉnh như xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất của gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, thị xã Quảng Yên tiếp tục chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần các mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn, khuyến khích các tổ chức cá nhân, đoàn thể phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.